Xin kính chào quý khách hàng gần xa đã ủng hộ công ty PNC của chúng em trong thời gian qua. Công ty PNC chuyên mua bán ký gửi bất động sản trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quận 2, Bình Thạnh, quận 7, khu Phú Mỹ Hưng. Kính chúc quý anh chị một ngày thật tốt lành và đầy năng lượng ạ. Quý khách hàng có biết đây là đâu không ạ? Nếu khách hàng đã từng đi đến Hồng Kông thì sẽ cảm thấy có gì đó rất là quen thuộc ở đây, phải không nào? Em xin giới thiệu với các anh chị, đây chính là khu chung cư Vista World của nhà đầu tư uy tín Capitaland tập đoàn Singapore. Hiện khu chung cư tọa lạc tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 và được thông thương với trung tâm thành phố bằng cây cầu thời đại. Các cung đường xung quanh khu chung cư rất rộng rãi, 30 đến 60 mét. Và ngay phía trước khu chung cư đây chính là Ủy ban Nhân dân quận 2. Đây là tầng giữ xe gồm 2 tầng dành cho cả xe hơi và xe máy. Mỗi nhà có hơn 2 slot để xe hơi, còn xe máy thì không có giới hạn nha anh chị. Vậy nên việc để xe không còn phải nghĩ rồi đúng không ạ? Lối ra vào của khu chung cư là 2 lối khác nhau hoàn toàn, tạo ra sự yên tâm và an toàn khi di chuyển. Và đây là toàn bộ các tiện ích của khu chung cư, gồm có vườn đi bộ, khu nướng BBQ, sân tennis, hồ bơi. Đặc biệt hồ bơi ở đây đạt chuẩn Olympic nha các anh chị. Và có cả phòng gym 360 độ nữa, cùng nhiều các tiện ích khác chỉ có ở khu chung cư Vista Verde. Khu hồ bơi rất mát mẻ cả về buổi sáng lẫn buổi chiều, rất hợp với những người ngại tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng nhưng mà vẫn muốn tận hưởng không gian thoáng đãng bên ngoài căn hộ. Hôm nay em xin phép dẫn quý anh chị xem qua căn hộ duplex với 4 phòng ngủ siêu dễ thương thuộc tòa tháp thứ nhất trong quần thể khu chung cư Vista Verde. Bước vào căn hộ là phòng khách tích hợp với cả phòng bếp, tạo không gian rất là thoáng đãng và rộng rãi. Mặt sàn gỗ, bộ ghế sofa da bò thật tự nhiên, nhập khẩu từ Italia. Phía trước có ban công đón gió. Căn hộ này nằm ở hướng đông nam, một hướng rất là mát mẻ vào buổi sáng và tránh được ánh nắng gay gắt vào buổi chiều. View nhìn rất thoáng, không bị che khuất nhiều với các tòa nhà khác. Quay lại phòng khách. Phòng khách được thiết kế với trần rất là cao, tạo cảm giác thoáng mát cho căn hộ. Tiếp đến là không gian phòng bếp. Trang thiết bị đầy đủ với nhãn hiệu Hofer của Đức, rất bền và sang trọng. Bên cạnh phòng bếp là một nhà kho để chứa các vật dụng cho căn hộ. Phòng này nếu cần cũng có thể biến thành là phòng vệ sinh. Tiếp đến là phòng ăn, rất rộng rãi. Ngay bên cạnh phòng ăn là một phòng ngủ. Phía đối diện phòng ngủ có một phòng vệ sinh chung cho căn hộ. Các thiết bị ở đây được sử dụng ở hàng Toto cao cấp nên các anh chị cứ yên tâm nhé. Và đây là khu cầu thang tiến lên tầng trệt. Tay cầm cầu thang cũng như tất cả các đồ gỗ ở đây đều sử dụng gỗ sồi tự nhiên, tạo vẻ đẹp sang trọng cho căn hộ. Đây là phòng ngủ thứ hai của căn hộ. Và đây là phòng ngủ thứ ba của căn hộ. Rộng ghê chưa quý khách ơi, rất là rộng nhé. Bên cạnh đó là phòng ngủ thứ tư của căn hộ. Phòng này có một không gian nhỏ dành cho nơi pha trà nước khi muốn tiếp khách ở nơi riêng. Phòng này cũng có thể nhìn xuống phòng khách. Bên cạnh phòng này có phòng vệ sinh với đầy đủ phòng tắm, vòi hoa sen, bồn cầu, kệ rửa mặt. Tất cả đều sử dụng hàng Toto cao cấp. Đây là phòng ngủ chính của căn hộ, cực kỳ rộng rãi. Đầy đủ hệ thống máy lạnh, tủ quần áo âm tường,
hướng nhìn ra phòng khách và mặt tiền của căn hộ. Trên đây là tất cả chi tiết về căn hộ duplex 4 phòng ngủ 1 kho ở tòa tháp thứ nhất của khu chung cư Vista Verde với tổng diện tích lên đến 145m2. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline đang hiện trên màn hình. DNC chúng em xin chân thành cảm ơn quý anh chị. Hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.